Trên đời này, thứ quý giá hơn tất cả đó là tình yêu thương gia đình, là việc trân quý cội nguồn tổ tiên. Bởi thế, câu chuyện của bà lão vừa may mắn tìm được gia đình chồng sau gần nửa thế kỷ thất lạc, làm nhiều người nghẹn ngào. Theo chia sẻ, người chồng tập kết ra Bắc rồi lập gia đình. Đến ngày chồng mất, người vợ và các con vẫn không biết gia đình chồng ở đâu. 4 lần tìm theo thông tin ít ỏi có được, bà lão may mắn được công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi giúp đỡ. Vài ngày đoàn viên đẫm nước mắt cứ ngỡ như câu chuyện cổ tích. Theo chia sẻ từ anh Đinh Văn Hùng ở tỉnh Thái Nguyên, đích thân về quê cha 2 lần nhưng chẳng tìm được tổ tiên. Cha anh tên Đinh Văn Hích, sinh năm 1932. Năm 1954, lúc đó 22 tuổi, đang là du kích xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, được lệnh tập kết ra Bắc. Năm 1972, ông Hích lập gia đình với bà Thấm. Mãi đến năm 2016, ông Hích qua đời. Nguyện vọng ông dẫn vợ về thăm họ hàng ở quê dừng lại. Bà Thấm ôm nỗi khắc khoải bên mình. Hay chuyện các con 3 lần vào huyện Ba Tơ tìm kiếm nhưng trở về tay trắng. Tháng 5 vừa qua, cháu bà Thấm mang theo nỗi niềm quay lại Ba Tơ lần thứ 4. Lúc bế tắc nhất, anh được giới thiệu Trung tá Đinh Quang Rinh, đội trưởng đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp, công an huyện Ba Tơ nhờ hỗ trợ. Dù không thuộc trách nhiệm công việc được giao, nhưng nghe câu chuyện, người công an gần dân này thấu cảm và nhận lời giúp. Anh cũng trao đổi với vợ, từng làm ở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Ba Tơ, sàng lọc thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, tìm ra gia đình ông Hích. Giây phút trùng phùng đầy xúc động, bà Thấm lần đầu biết quê chồng, lần đầu thắp lên bàn thờ gia tiên nén hương sau hơn nửa thế kỷ làm dâu xa cách.